Anh chị kính mời quý vị theo dõi bài phân tích bình luận của tác giả Trần Đông A đăng trên đài tiếng nói Hoa Kỳ. Hay là Tô Lâm bị cài bẫy? Ngày 8 tháng 11, Tô Lâm vẫn chủ trì lễ kỷ niệm ngày pháp luật Việt Nam, vẫn đang đang nói về thượng tôn pháp luật và hiến pháp, Tuy nhiên, đại tướng đã không nói rõ sứ mệnh chính của ông là thượng tôn đàn áp. Bởi vì hiện trung bình cứ 100 người dân trong nước thì có hai công an theo dõi và canh giữ, một con số kỷ lục hiếm thấy trên hành tinh này. Một tuần trở lại đây, đang tồn tại hai giả thuyết ở Việt Nam. Thứ nhất, Chuyện Bộ trưởng Tô Lâm đớp miếng thịt bò giác vàng là một phi vụ không thể nào hoàn hảo hơn của bố già Nguyễn Văn Hưởng đánh Tô Lâm từ xa nhưng sát ván. Thứ hai, scandal mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang chịu trận chỉ là thuyết âm mưu vớ vẩn, chẳng phải chuyện gì to tác cả. Ở đất nước luôn có các phi vụ đánh quả tù mù trấn lột cả thần linh. Câu thơ của Nguyễn Duy thì cả hai giả thuyết này đều có các lập luận ủng hộ hay phản bác cùng song song tồn tại. Tuy nhiên, các diễn tiến gần đây trên thực địa dường như đang nghiêng về phía Tô Lâm bị cài bẫy nhiều hơn. Hiện tượng đầu tiên đã cho thấy ngay cái việc bị cài bẫy gần với sự thật. Đã có tin Facebook nói đang điều tra lý do bò giác vàng bị chặn. Hôm 9 tháng 11, công ty mẹ của Facebook cho biết họ đã bó chặn từ khóa tìm kiếm về đầu bếp nổi tiếng Nostrad Gotcha với tên cúng cơm là thánh rắc muối Sot B. Sau khi phát hiện ra rằng cụm từ hashtag Short b bị chặn trên toàn cầu chỉ vài ngày sau khi một video 41 giây cho thấy vua đầu bếp này đưa một miếng thịt bò giác vàng vào miệng quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại London. Không rõ lý do vì sao trước đây từ khóa này bị yêu cầu chặn, và theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của công ty đã từ chối bình luận về những lý do khả dị. Trong lúc bị chặn, việc tìm kiếm với từ khóa lại dẫn tới một tin nhắn khác cho biết về việc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Cái clip 41 giây do tay chủ nhà hàng Nusrat Gotcha quay cảnh Tô Lâm táp miếng thịt beef steak, sau đó thánh rắc muối đưa lên TikTok, cứ cho là chỉ để quảng cáo nhà hàng của anh ta. Vậy thì khi ai đó muốn anh ta gỡ xuống sau một tiếng đồng hồ, theo chỉ thị của Tô Lâm chẳng hạn, thì đương nhiên là phải trả rất rất nhiều tiền phải không nào? Nhưng kỳ lạ hơn là không lâu sau đó, công ty mẹ của Facebook đang cho kiểm tra lại và nói rằng đã bỏ chặn cái từ khóa tìm kiếm về đầu bếp nổi tiếng này vậy là một lần nữa thiên hạ lại có thể tự do tiếp cận cái clip ấy thoải mái rõ ràng ở đây có mối tương quan giữa lực chặn và lực đẩy đang em nằm vùng của tô lâm thì được lệnh chặn cái clip làm hại chủ ngược lại các thế lực muốn hất tô lâm thì lại muốn đẩy tiếp cái clip ấy lên mạng điều thú vị tiếp theo là các thế lực muốn hất gã công an tô lâm đã có dấu hiệu xuất hiện công khai trên truyền thông trong nước Ngày 8 tháng 11, trang mạng Zing, sở hữu đông đảo người theo dõi, là cơ quan truyền thông bán chính thức đầu tiên ở Việt Nam, dám sờ giải ngựa khi tải một bài viết khá giật gân. Nhiều người tiêu dùng châu Á không mua nổi thịt bò. Nhiều trang mạng khác khoát nước theo mưa, tới tấp đăng lại bài của Zing. Các dân mạng cười khoái trá và vỗ tay đôm đốt hoàng hô các tờ báo chính thống trong nước đã xỏ lá nhưng rất có đạo đức, dám chọc ngoáy miếng bíp steak của bộ trưởng khiến nhà nhà người người được trận cười khoái chí. Chưa hết, đúng vào cái ngày 8 tháng 11, khi lệnh giải cứu sếp được ban hành, tờ báo của Tô Lâm có tên là Công an Nhân dân cũng đăng tải một bài xã luận khét tiếng, chửi các thế lực thù địch, mặc dù công an thừa biết thế lực ấy nằm ngay trong lòng đảng Cộng sản Việt Nam luận điệu suy diễn quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Chủ trang vietstudies.net Trần Hữu Dũng, cựu giáo sư kinh tế tại Hoa Kỳ, với đầu óc nhạy cảm đặc biệt đã ngửi thấy mùi khét từ Hà Nội khi ông bình luận rằng Đọc bài này mà phát tức cười, nói vòng vo tam quốc, nhưng cốt ý là để ám chỉ rằng trong 19 điều mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa cấm đảng viên không được làm thì không có điều cấm ăn beefsteak giác vàng chỉ các thế lực thù địch mới suy diễn bậy bạ xuyên tạc việc đảng viên Tô Lâm ăn chiêu đãi thịt bò rắc vàng. Thành minh thành Nga kiểu này thì thật đúng là gậy ông lại đập lưng bà. Cái phái muốn hạ đó, gỡ mồm đến mức nói công khai trên mạng là Tô Lâm bị chính cụ Lê Đình Kình, 58 tuổi đảng, 85 tuổi đời, báo ứng do cụ bị giết tức tưởi trong cái đêm hôm ấy đêm gì tại thôn Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội. Huy động hơn 3.000 công an với đủ các loại vũ khí đàn áp chưa tới một chục hộ nông dân thì quả là trận hợp đồng có thể đưa vào trường C500 để giảng dạy. Nhưng thôi, chuyện tâm linh này xin không đào sâu thêm đau lòng. Chỉ có điều trên đời này, trần sao âm vậy, có vay có trả. Tô Lâm lên kịch bản, thậm chí có thể chính y chứ chưa chắc đã là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký vào cái mật lệnh 419A để triệt hạ cả thôn hoành nếu có chống đối lùi vào hậu trường cuộc đao búa để hạ hay giữ tô lâm còn nhiều tình tiết mà người có đầu óc bình thường không thể hiểu nổi hẳn nguyễn phú trọng không bao giờ quên tô lâm vốn là đệ tử ruột của đồng chí ba dũng một thời trước đây nhưng rồi cũng chính nhờ tô lâm trở cờ mà nguyễn phú trọng mới dẹp tiệm nổi lực lượng kiêu binh do ba dũng và nguyễn văn hưởng cài cắm lại trong bộ công an Tuy đã nhốt được quyền lực vào cái lòng riêng của mình, Phú Trọng vẫn chưa thể an tâm. Mặc dù được đích thân Tập Cận Bình bảo lãnh công khai, Phú Trọng thấy rằng bốn chân ghế của mình vẫn chưa vững. Bản tính trở cờ của Tô Lâm làm ông Trọng ăn không ngon ngủ không yên, nhất là cái kết quả xử con trai của Hưởng vừa rồi khiến ông có cảm tưởng ông vẫn thua Hưởng và Lâm một hiệp. 4 triệu rưỡi đô la, hay còn có thể nhiều hơn nữa, 4 triệu rưỡi đô la và cái con số khổng lồ đó vẫn bốc hơi sau phiên tòa mà Nguyễn Duy Linh lại thoát hiểm. Chỉ 1 phần 3 thời gian thi hành án sau phúc thẩm, lúc ấy thì chỉ còn 4 trên 12 năm thôi. Rồi cộng thêm cái lệnh ân xá thì chỉ còn 3 năm nữa là Linh có thể ôm khối tiền khổng lồ để đền ơn đáp nghĩa với nhiều người khác. Nhưng chắc chắn Trọng sẽ không có phần trong đó. Đấy là chưa nói ít khi xử được một vụ án gọi là sự vật đúng tên, tức là xử được một vụ án tham nhũng khủng ấy vậy mà chỉ có 5 tỷ đồng Việt Nam thu về chỉ bằng một con số lẻ của 115 tỷ thôi tính tổng số đô la mà gia đình hưởng đã giấu được. Cuối cùng, nói thêm về giả thuyết phản bác cho rằng chuyện Tô Lâm ăn bíp steak giác vàng chỉ là chuyện bao đồng. Tô Lâm vẫn được Phạm Minh Chính ưu ái thể hiện lá ngày 6 tháng 11 khi đoàn về đến Hà Nội. Cái này không rõ Tô Lâm xin hay Thủ tướng cử thì Tô Lâm đã được đại diện cho cả đoàn xuống sân bay chụp ảnh với kiện hàng quà tặng của bà con Việt Kiều. Động thái này hơi trái khuấy đối với kiều bào ở ngoài vì bà con thường nghĩ rằng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuyển quà của bà con cho Bộ Y tế mới phù hợp chứ. Màn kịch dựng vội cho nên hơi lộ liễu và khá dở. Chưa hết, sang ngày 8 tháng 11, Đại tướng Tô Lâm vẫn đăng đàn chủ trì buổi lễ và diễn thuyết về đạo đức cách mạng nhân hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam một bộ trưởng nắm trong tay 2 triệu quân, tính cả lực lượng an ninh trật tự cơ sở. Nghĩa là cứ 100 người dân chỉ có hai công an theo dõi và canh giữ, thêm cả chó bẹt rê, ngựa và nghe nói là sắp mua sắm cả máy bay riêng cho lực lượng nào đó trong ngành công an. Tô Lâm tỏ ra không hề nào núng, nhưng hãy chờ xem đám mây vân cẩu sẽ vần vũ kiểu gì trong cơn giông tố triệt tiêu lẫn nhau giữa các đồng chí, chỉ có cái tên là Cộng sản. Một bà má miền Nam từng nuôi dấu cán bộ nằm vùng tâm sự rằng, Mỗi lần mà nghe một thằng trung ương hay bộ chính trị bị trảm, má mừng như ngày xưa nghe tin diệt được một thằng ác ôn. Tội nghiệp quá má ơi, má đừng có mong cho lũ con cháu má cứ phải lao vào giết chóc nhau mãi như thế. Má phải cầu cho người ta xử cái thể chế đẻ ra cái lũ độc tài và tham nhũng ấy thì mới giải quyết được tận gốc vấn đề má à. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.